You got to hold on. Hello anh em. Và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của CZ. Ok luôn. Ok. Hand floor. Ừ, mạng yếu ấy. Đếm giây phát nhé. 29, 28, 27, 26, 25. Cái choi, choi thì đánh gì? Edwin 2 này. Thì anh tạm ba đuôi hai với hai cái floor này nhé. Lên bỏ Vio thì hên xui. Ra là đánh hai con floor vẫn ngon hơn anh em. Có khi cũng không cần hai con Noman nữa. Nhưng mà ra một con Noman 2 thì cần suy nghĩ nhé. Xem. Thế bỏ Arduino được không nhỉ? Con floor 2 này cũng uy tín. Arduino lấy đủ tiền. Giữ Arduino lại thì nếu mà mình bán một con tướng đi. Bán hai con tướng đi sắp đủ nhưng mà thôi kệ em sang đánh ba Noman được anh em ơi. Ba Noman cũng khỏe không kém. Ba Noman cũng khỏe. Thêm một con Amelie để cho nó trâu. Cái này thôi. Cho này chuỗi thắng này thì chắc là đánh chiêu chiêu thôi. Anh thú ấy, thú ma tộc quá. Chơi nhanh thắng nhanh tí mình bận việc một tí. Hold on. Milly với Red. À, không muốn lấy Red đâu, lấy con pháo thủ này ngon hơn này. Lấy 2 AT nhé, để phòng nhé. Choi. Choi Choi. Hay làm trận floor 3 kẹp thú nhỉ. Mới ra cái thương nữa khi đánh floor 3 kẹp thú được anh em ơi. Làm trận top 1 100 máu. 9 Noman. 9 Noman có thể Noman à. Cân nhắc anh em ơi, để cân nhắc. Pháo thủ nè. Rat nè. Thêm bạn pháo thủ nữa cũng được, đánh 3 pháo thủ. 3 pháo thủ đi. Got to hold on. Càng lắm. Ok, ok. Một đèn cũng tị. Teo 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 teo. You got to hold on. Gotta hold on.
Teo 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 teo. Không đánh thú hơi tiếc anh em ơi, hai cái choi rồi. Này không đánh thú không phải là người. Thú nhân này, thú nhân cuồng chiến bỏ đấy nhé. Không chơi thú nhân cuồng chiến đâu. Lên luôn nhé. Hai choi chắc cũng không đánh John. John đi. Chấp nhận bỏ con John này đây. Mình thêm một con rat được mà thôi. Không sao. Thực ra bỏ John hơi tiếc. Nhắc bỏ con rat đi. Vio. Lấy thêm con Omega cũng được, lấy thêm cái khoa học. Ok, không cần. Không sao hết. Choi này. Nhiều choi quá anh em ơi. Oren nhiều đam phết nhỉ. Một cái phát nữa. 6.000 đam ấy, đừng đùa. Oren 1. Hay làm trận 100 máu nhỉ. Cố gắng thử trận 100 máu được không? Đánh nhanh thắng gọn 100 máu nhỉ. Hai choi đánh được. Tu len này, giữ tu len lại nhé. Đề phòng cần dùng. Thì nít thì chắc thôi. Rio thì lên 2 cũng được. Này cầm hai kết, bạn này bán thần à? Căng thẳng nhỉ. Mình thì đây, bạn này cũng. Bạn này floor 1, thứ ra floor 1 thiên 5.000 máu. Thì chắc đã chết con floor mình đâu, nhưng mà thôi. Cứ để góc này Moren đi nhá. Cho Vio lên trên cũng được. Tôi cho Moren lên trên đi. Moran ulti một phát được không em? Một phát. Bụp. Đúng rồi. Lại chỉ đơn giản như thế thôi. Choáng. Úi giời, chí mạng đau phết. Đùa. Giáo thủ còn con gì nhỉ? Caffeine, cho tặng Caffeine vào lấy 80% sát thương chiêu, 50% tỷ lệ chí mạng nhỉ? Got to hold on. Rizik này. Lên được luôn không? Lên luôn đi cho nó giữ máu anh em ơi. Nhưng mà cũng chả biết đánh con gì nhỉ. Lên đi đã nhé. Cho 2 thú, cho 3 thú vào. Cho thử 4 thú vào đây nào. Cũng là một thử nghiệm thú vị. Trước khi thua. Cho floor gánh rồi anh em. Vẫn giữ chuỗi thắng được này. Pháo thủ chắc giữ văn heo lại nhá. Vio ở văn heo lại thôi nhá. Hayate chắc bỏ. Nhưng mà thôi cứ giữ lại. Tại đang chưa có gì đặc sắc. Yon. Một lấy Yon. Lấy Yon lại. Thì một con Yon mà thôi. Cái cứ giữ lại. Bạn này đánh thợ săn quỷ các thứ à. Rizik. Butterfly. Yon lại ra Yon này. Hay đánh Yon nhỉ. Mà đánh John này choi lại không hợp cho con John anh em ơi. Không được hợp lý lắm. Butterfly, cho Butterfly vào tạm này. Trông hơi kỳ tí thôi nhưng mà vẫn đánh được. Vẫn đánh được anh em ơi. Hơi kỳ. Amelie có cùng chiến. Phải giữ hơn 2 AT lại, biết đâu mình cần 2 AT. Trận này khó 100 máu nhỉ. Chưa ra tướng gì mình chơi được. Mỗi ra Yon thì. Hay đánh Yon. Ra thêm con Yon 2 là đánh Yon nhé. Ra thêm con Yon 2 là đánh Yon. Senel này cân nhắc này. Thú này. Đưa bỏ. Omen cùng chiến hay cho tạm cùng chiến vào nhỉ. 1, 2, 3, 4 cùng chiến. Pháo thủ à. Pháo thủ chắc thôi nhé. Bỏ nhé. Bỏ nhé. Yon này giữ lại một phát xem sao nhé. Bán thần cũng có khả năng mình muốn đánh cả bán thần tạm cũng được. Floor này xiên này. Floor bên này có liềm này. Crest này nộ luôn này. Rất nhiều vấn đề nan giải. Rất nhiều vấn đề nan giải. Đó, chết hết thú đi. Crest nộ luôn nhưng mà mình cho con kia nó 2 choi. Butterfly nộ một phát. Chết một phát. Không chết. Thêm một phát nữa.
Floor ơi, làm gì đi em. Xiên. Rồi, ok. Quay lại xiên tiếp. Ok. Xiên tiếp. Ok. Vẫn thắng, vẫn giữ được anh em. Chưa chết, chưa chết. Chưa mất máu. Truy hồn. Rồi, luôn. Nhưng mà con Floor này hết đồ nhỉ. Cho tạm Amelie à. Yon. Cho con Yon vào quá anh em ơi. Bỏ hai cái này đi cho con Yon vào. Nhưng mà chọn một thì Vera cũng được, Vera cũng được. Dễ chuối, dễ chuối. Vera 2. Cho Yon vào đi anh em nhé. Đồ này không cho Yon nữa. Chanel. Đồ các thứ. Đây, cho Yon 2 đồ này nhé. Cho, không, cho thì cứ để cho Floor. Check phát nhé. Nakazot. Không ai có thương không? Không ai có thương, không ai có thương. Không sao, không sao. Này cũng chơi được. Cho nó sấy đi em, Chanel hồi máu các thứ đi. Truy hồn này phải cho Yon anh em ạ. Truy hồn là phải đánh Yon. Ok đấy, vẫn giữ chuỗi này. Ê bạn này cũng giữ chuỗi này, cắn đấy. Mật chuỗi đi bạn ơi. Mật chuỗi đi bạn ơi, đừng đừng đừng. Một người giữ chuỗi thôi. Rồng, Malok. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Correct. Nào bây giờ này à, sẽ cho con rồng à, cho con Malok à, ừ cho con Malok tặng. You got to hold on. Đủ lên chết hết đi, chơi thử này. Chơi thôi, thôi chơi cái này kỳ lắm anh em, không được. Chanel lấy vào đủ lên bỏ nhá. Yon 2 máy quá, giữ Yon 2 lại. Chanel bỏ okay. Rồng, cứ bỏ con rồng đi, mình có gì mà chơi rồng. Quên mất kéo con két xuống, két mình giữ máu được mà. Yon vẫn sấy được này, Yon 2 sấy được này. Ok đấy, vẫn giữ chuỗi được. Ok đấy. Vẫn giữ chuỗi được anh ơi. Hay quá, hay quá, hay quá. Đừng mất nhá, đừng mất nhé. Bây giờ phải lên một con Malok 2 hoặc một con gì đó. Floor vẫn đang gánh, cứ để Floor gánh đi. Để Floor gánh đi. Yon, ta rất nhiều Yon nhé. Yon nữa. Nakazot biết đâu ra Nakot nhỉ. Đang đánh Nakot nhỉ. Rồng. Đó con Yon khả năng, trận này khó lên Yon 3, Yon mình khả năng thường cầm giữ máu anh em ạ. Rồi mình sẽ chơi một con gì khác, nhưng mình chưa biết chơi con gì. Nakot cũng được, hay cho Nakot à. Cân nhắc anh em, để cân nhắc á. Quét que xuống. Rồng 5 con. Này à, Nakot này gâu trâu gớm nhỉ. Rồi luôn, chôn quả 10 điểm luôn. Không nhìn thấy địch đâu mà bắn luôn. Floor xiên. Yon vẫn sống, ok em ơi. Con này xiên, xiên chết luôn. Xiên 2 phát là chết. Nộ này thì nộ này, ớt kia. Ui, miễn nhiễm không chế anh em ơi. Không sao, không sao, vẫn thẳng. Sao anh em ơi. Làm sao ấy. Nakazot. Rồi có con Vera 2. Xin một con Malok 2 được không? Thên, ừ tạm thên. Rồng nắc thì chắc bỏ. Yon cứ để lại nhé, biết đâu Yon vẫn sấy cũng vẫn đau hơn cả Vera đấy anh em ấy. Chưa biết chừng. Malok. Bây giờ dẫn mà ra thương thì mình cân nhắc mình sẽ giữ lại con rồng mình nhé, còn không thì thôi. Không thì mình sẽ bán luôn. Vòng này vòng sau không ra thương thì mình bán. Thêm thì bình tĩnh nhá. Thêm một chứ chắc đã phải bằng Floor 2 đâu, đừng được. Floor 2 này đánh từ nãy giờ cũng cứu mình 1 tỷ quả đấy. Đồ cho Yon à. Chẳng phải đánh Yon thật ý nhỉ. Celica. Điên lắm. Thôi. Thôi. Anh em tranh nhau á. Em tranh nhau này mình rẻ lắm. Ê cái gì đây, 7 con Yon. Muốn lấy con Thên 2 anh em ơi. Yon tí nữa nhá. Biết đâu ra con Thên 2 chơi luôn. Trận này phải giữ máu anh em ơi. Đây rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Này được rồi. Volcat. Lên chết đi. Die. Die people.
Rồi bây giờ mình sẽ bỏ hai thú xuống để mình cho hai ma tộc lên. Floor này thì mình tính. Floor này chắc vòng này mình nốt vòng này mình bỏ thôi. Xin đôi. Rồi nhảy nhảy một phát em. Không sao không sao. Vẫn sống vẫn sống. Bây giờ ra xem có thể thánh đồ hay thẻ gì nhá. Không có thể thánh đồ khi mình bỏ luôn con Yon này đi. 12 con Yon ấy, từ từ có khi chơi lại Yon được. Mình trận có choi nhiều choi này chơi Yon không hợp. Mình tính ra thẻ ma tộc để chơi Yon. Có thể sát thủ và có cái này. Bỏ floor đi. Thay này vào, bây giờ con này vào. Ngọc thú thêm con Yon nữa đi. Okay. Ui, ra thêm hai thì chơi thêm đi. Thêm tạm con này. Bây giờ choi này sẽ cho một con thêm này. Ở này sẽ cho con tạm Vera này. Liềm choi cho con cát này. Thêm tốc đánh này cho con Vera này. Đó, Vera với cả con cát sẽ gánh nhé. Góc này. Ê, không có ai có thương không? Tính. Chơi này thì chắc được nhỉ? Chơi được không ta? Con cát nhảy được, thêm bổ được, thêm 2 mà, có choi nữa, nhiều choi lắm. Con cát không có sách thánh này. Nhưng làm sao thêm bổ được? Một bổ. Hai bổ. Ê, nhiều Yon quá này. Thôi, tìm, lên 9 nhá. Nhiều Yon quá em ơi. Lên luôn thôi. Còn đồ gì nữa đây? Đi rác này. Thế phải lên 9 anh em ơi, lên 9 nhanh. Cho tạm Yon vào đã nhá. You got to hold on. Cho này lên trước này. Này xuống đây, grab xuống đây. Này lên đây. Này nhé, cho Yon tí đồ nhá. Yon tí đồ chơi sấy. Ok. Này thôi, một phát roll mà lock 2. Thì mà lock 2 để cho yên tâm. Ok, này yên tâm rồi. Check phát thương. Không ai có thương không? Không ai có thương mình đẩy hết vào. Này, ok. Thêm đứng trên đấy bổ xuống là đẹp rồi. Nakot chui vào đây. Ok luôn. Thêm bổ đi em, làm gì đi em. Các thứ đi em. Kìa con thêm này. Cũng ra đam đấy. Con cát nhảy. Chưa mất máu nào anh em ơi. Được đây. Hàng này mỗi con 3 vàng. Đang phải lên 9 luôn. Hơi tốn tiền. Lên 9 luôn, bây giờ mình đánh 10 tướng kẹp thêm luôn, bỏ con Yon đi. Chơi cục xúc luôn. Lên 9 được không? 60 máu vàng. Lên được. Lên 9 luôn anh em hay không? Không, giữ lên máu này. Đây. Một con. Đó, là thế là đó. Ui, còn chui hồn. Ok, này. Bán. Yon thì bình tĩnh. Von cát nhảy, ok. Thêm bổ, ok. Chết rồi, không có chui hồn anh em ơi. Mất cái 100 máu của mình à. Bổ, chết luôn. Mất cái 100 máu của mình rồi. Đúng. Trời ơi. Mất cái chui hồn. Cái tên nhỏ Queen China. Ai Shiba. Bán luôn. Cày quá em ơi. Trăm máu gần kề đến mông rồi. Cày tên nhỏ. Thế mày bổ điên phết. Ây hà. Đèn quá em ơi. Chả máu nó gần kề lắm rồi. CK chắc bỏ nhá, lấy lại thêm tí tiền anh em ơi. Cố gắng lắm rồi đấy.
còn chưa lấy cái này à, này này nữa. Cho này vodka rồi mày. Cho sát thủ nhưng mà cũng không công kích được sát thủ anh em ơi. Mỗi mình vodka thôi chứ mình không đánh quy trận này, không đánh gì cả. Cũng không hay lắm thì tôi lấy tạm đồ. Ừ. Ê, quả này thực ra mình có nhiều quả mình có thể chỉnh sửa được. Có nhiều quả mình có thể chỉnh sửa được mà. Nhiều quả mình cần để chỉnh sửa ấy, ví dụ như lấy đồ này, quên lấy đồ quả đấy roll tướng lên, à đâu quả đấy roll khoảng 60 vàng tốn cần đống thời gian của mình. Để lên được này. Chung nhiều quả lên được quá. Kéo hay kết này xiên luôn John và con cát của mình. À con cát mình có liền không xiên được. Thương bắt bên kia này. Cái cho tại thương bắt bên kia thôi. Một bổ, thêm bổ nữa em ơi. Hai bổ. Cày thế, 100 máu vào cái kết rồi. 100 máu. Đen, đen. Shiba. Chắc lấy thêm đồ thủ ấy mà đồ thủ ra không ra đồ ngon thì cũng hơi tiếc. Hoặc lấy thêm một cái chi hồn nữa. Lấy thêm đồ thủ nhỉ? Hơi ít đồ thủ, cho thêm tí đồ thủ. Này cho Malok thôi. Cho Malok cho thêm nhỉ? Cho Vera nhỉ? Cho Vera. Vera cầm chi hồn nó còn sống lại. Malok này cầm chi hồn cũng được nhưng mà con Malok này không có mana. Con thêm cầm chi hồn cũng được nhưng mà mình nghĩ để con Vera cũng ngon. Không sao đâu. Bình thường linh tinh ra truy hồn đó. Mất thương của bạn kia rồi. Kia có thương nhau mất rồi. Đồng thổi giữa, ok 10 điểm. Pha thổi siêu đẹp. Mà lúc nhảy pha này em. Nhảy pha nào à? Chóa này. Ờ mình, lẽ mình còn lấy cả cái ấy nữa nhỉ. Mình chưa lấy cái bổ phát em, bổ phát em. Ai giời ơi, cũng không lấy được 100 vàng thật à, không lấy 100 máu thật. Truy hồn yên tâm thế mà lâu chết con cát nhỉ, con cát kia chết lâu nhỉ. Cách nào cho con cát kia chết nhanh hơn không ta? Cho Malok nhỉ, Malok từ trận rồi nó chẳng nhảy phát nào. Cho thêm cầm truy hồn. Thêm truy hồn thì cũng được. Thêm cầm truy hồn ấy. Nhưng mà thêm cầm truy hồn thì hơi lấn cấn tí. Vera sống lại này. Thêm cầm truy hồn à. Vera sống lại. Hay cho Malok sống lại đi. Cái đâu nhảy vào một phát. Cái này đi. Thêm cầm truy hồn. Một bổ. Hai bổ, bổ trượt đấy. Ba bổ. Chú mình chả sợ ai đâu. Cái bạn này đánh hiền hòa thôi. Con cát mình chưa có đồ. Cái điều như thế. Malok mình khi lên 3 rồi đấy. Mà lên được Malok 3 ném truy hồn cho Malok. Xong rồi ném đồ Malok luôn. Để phòng có thêm một con CDK, mình sẽ mua CDK lại nhé. Mình thích chơi CDK. CDK có đồ 40 mana kia thì nó sẽ cũng sẽ ulti được. Thêm cho nó thêm cái choi cho nó xịn luôn được. Ba đồ kia còn thêm cho CDK luôn. Nó lấy đồ tốc đánh, không cần choi. Tiếc quá, ê 100 máu rồi. Không ăn được. Ok, thêm bổ góc này có truy hồn. Con cát chết luôn chứ còn gì nữa. Sao con cát mình đâu. Red nộ phát. Con cát để súng trâu nhè. Súng dai quá nhè. Vãi trưởng bổ 15 năm rồi không chết kìa. Quả này thưa. Quả này thì để truy hồn cho con Vera lại ngon này. Truy hồn cho Vera khi lại ngon. CDK 2
hơi tốn tiền mà thôi, lên tạm được, biết đâu ra một tướng nữa. Mình hay hên hên xui xui kiểu thế. Không ra thì mình bán. Nhà có điều kiện mà anh em. Đánh từ nãy giờ chỗ thắng liên tục. Tiếc nhỉ, tiếc quá, tiếc quá. Cái quả kia quá. Hay chơi Silica nhỉ, không chơi Thên ấy nhỉ. Chơi Thên nhiều cũng chán anh em ơi. Đi xoay sang đánh Silica đây. Làm từ Silica đây. Thên truy hồn. Làm từ Silica anh em ơi. Chơi Thên cũng chán. Tèo 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 tèo. Gà tao 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 đồ đồ này buồn cười ấy. Nó muốn cho thêm người choi cho con, bỏ choi con Silica sang cho thừa rồi không vậy. Để Silica cầm đồ này đi. Silica cầm đồ này cũng khá là ngon. Silica 3. Silica 3 thì được, thêm 3 thì hơi khó. Cũng là một ý tưởng em, trừ chơi thử Silica 3. Ai à, Silica mình mỏng mỏng dính luôn em ơi. Chết dở không có tanh, trong con cát mình cũng có sách thánh. Ây da, không được, không được. Không được rồi. Ây, thôi rồi, lại chuẩn bị vài kết đấy. Nhưng mà mình cũng muốn lên Silica 3 nhỉ, hay chấp nhận thua để mình... Chấp nhận thua phát để mình chơi Silica nhỉ. Lên thử phát Silica 3, biết đâu. Hồi sinh. Thêm hồi sinh đi. Sống càng nhiều càng tốt. Joy. Red no. Joy. Chấp anh em ơi, Silica 3. Chốt là chốt. Thế thôi. 21 máu. Thua cũng được, miễn là có Silica 3. Rồi mình tính nốt vào. Ông này chắc chưa thua đâu. Chưa ai thua đâu. Rồng thổi góc này đẹp này. À có một cái thương. Chết bà. Thua thì chắc chưa thua đâu, nhưng mà thì mình cũng còn trâu á. Bạn này chắc đi. Bạn này khó, khó sống. À không, con cát này khỏe hơn con cát mình. Ngon, vẫn sống. Bạn này thì đi rồi. Vẫn sống anh em ơi, được, được, được. Silica 3 được. Đều. Đến lúc với Silica 3 đấy. Dồn hết lực nào anh em ơi. Đến lúc rồi. It's about time. Bãi nhạc em thấy đâu luôn. Đây rồi một con. Mai được một con. Hết cả tiền anh em mới phải ai. Không lên được con Silica 3 rồi. Nó lại khó khó khăn rồi. Cát. Thương bắt góc kia. Nó là phải là khó khăn rồi anh em ơi. Không ra. Chấp 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 chấp. Chấp hết. Không ra. Quét này cầm đồ gì chứ. Chắc không bệnh mình ở đâu. Ba con này đúng không. Dù mình không muốn CDK này nó giáp một mệnh lắm đâu, nhưng mà tại nó sống lại xong nó cũng không làm được trò trống gì, tích sự gì. Bắn phát chết luôn. À không chết luôn. Ủa bạn này chưa đi. À bạn này chưa đi. Ơ à. Nhưng mà cũng hết tiền anh em ơi. À không, vòng này nhá, nếu mà một trong hai bạn này sống sót là mình có thêm một vòng nữa. Bán xử thì không cần chơi von cát anh em ơi.
quan trọng phải là Celikara. Cho nó thêm cái choi, nhưng mà không choi nó không có giáp, bỏ giáp của mạnh sang cho con khác cũng không yên tâm lắm. Cố lên anh em ơi, cố lên, đừng thua. À, lại bế con CDK mình đi rồi. Để ý phát lại bế con CDK mình đi, 2-3 máu kéo khéo đi anh em ơi. Chưa chắc đâu anh em, khéo đi đấy. À không, chưa đi được. Con cát mình còn xách con giáp của mạnh nữa. Còn liềm, còn giáp của mạnh. Nhảy một phát. Ôi trời ơi, em vào cái kết rồi. 2-3 máu đi không? Chưa đi, bình tĩnh. Còn nước còn tát, anh em ơi. Còn nước còn tát. Mất một máu đi. Ôi, anh em đánh trận này căng ác liệt thế. Không ai chịu thắng, không ai chịu thua luôn này. Điên thật đấy. Nhưng mà mình có nghĩ lên được. Một thế thẻ tăng sao, xin một cái thẻ tăng sao thôi, chỉ một cái thẻ tăng sao thôi, only one, only one. Ừ, bây giờ chắc cầu với xin cái thẻ tăng sao khi yên tâm hơn, chứ ngồi xin hai con CDK nữa chắc hơi khó anh em. Cần lắm cái thẻ tăng sao. Ok, nộ phát trước hết. Sao đâu rồi? Sao đâu rồi? Khiếp, từ plan mà chơi game 100 máu đến bây giờ đổi sang... Ôi, không ra. Không ra mình thế. Có khi vẫn còn cơ hội. Mặc dù là mong manh. Mong manh quá. Thôi chịu rồi. Có cố gắng anh em. Tôi rất có cố gắng rồi đấy. Tôi không còn cách nào mà có cố gắng hơn được nữa đâu. Tạo được. Ơ, sư ca không có chí mạng. À, nó cũng trả ra ấy được. Nó cũng không có, nó không kích được ấy anh em. Nó không kích được cái, nó chả kích được cái gì nhỉ, quên sứ tên này. À, kích cái pháo thủ được. Không có pháo thủ. Bạn này đi. Không nào sống được. Bạn này đi không? Hùng Nguyễn. Hùng Nguyễn đi. Cày thật, vẫn ăn top 1 anh em. Ấy, chưa đi đấy. Nhảy, à thôi nhảy đi. 100 máu và cái kết còn một máu ạ. Ấy, có cố gắng đi tìm CK3 mà thôi không. Hãy hứa với mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thích tiếp chế hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý các bạn thì giúp mình phát triển kênh. Thế thôi, hết phim, bye bye.